Nếu như những ngày hè là khoảng thời gian ngủ nướng của các bạn nhỏ, thì ngày hôm nay, mới 7 giờ, tất cả đã chỉnh tề có mặt tại chùa Đình Quán, bởi đó là ngày nhập chúng bắt đầu khóa tu học mùa hè. Từ trang phục, số thứ tự, bảng tên đều được chuẩn bị chu đáo. Năm nay là em đã lên lớp 8 rồi ạ. Khi đến cái khóa tu này em cảm thấy là một sự hào hứng. Từng ngày em sẽ có thể kết bạn được mọi người ạ. Trải nghiệm cuộc sống ở chùa, điều đầu tiên các em được học là quy củ thiền môn như chào hỏi, chắp tay, lễ lạy, đi đứng nằm ngồi. Những thứ tưởng như đơn giản thì này lại được uốn nắn kỹ càng. Bên cạnh các kiến thức Phật Pháp, hàng trăm em nhỏ còn được vui chơi, học tập, múa hát mỗi ngày. Những ca từ về tình yêu gia đình, lòng biết ơn chính là hạt mầm để nuôi dưỡng tâm từ trong các em. Trong mỗi khóa tu thì cái thông điệp đầu tiên để cho các con được vui, để cho nó có bạn, để nó không có buồn, nó không có khóc, nó không xin về là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là năm nay khác với mọi năm là mọi khi học kinh Phúc Đức, thì năm nay học kinh Đạo Đức. Và từ cái kinh Đạo Đức đó mình phân tích cho các con biết là những điều gì là đạo đức, điều gì là điều thiện mà chúng ta cần phải làm. Tham gia khóa tu, có lẽ bạn nhỏ nào cũng ấn tượng với mỗi bữa ăn khi phải xếp hàng, lấy phần ăn, chắp tay tụng niệm và đặc biệt là phải ăn hết suất. Từng hạt gạo, món ăn được làm ra là công sức của bao người. Bởi vậy, nhà chùa mong các em biết quý trọng từ những thứ nhỏ nhất. Đến đây thì em cảm thấy rất vui và em thích nhất là hoạt động mà ăn cơm cùng với mọi người. Vì ở đấy có nhiều cái món mà em chưa thử lần nào. Em thích nhất là những món hoa quả chay và quý thầy đã dạy cho em món ăn đấy bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta. Thực ra thì nhà chùa chú trọng rất là nhiều kỹ năng. Bởi vì con trẻ lên chưa hiểu gì hết. Nhìn cái thân nó to hay lớn vậy nhưng mà nó rất là ngây ngô. Cho nên cái đầu tiên là phải dạy các con biết ăn. Ăn nhưng mà biết trân quý và biết lòng biết ơn. Để ví dụ như một hạt cũng phải nghĩ không dễ mà có được. Và chi tiêu nên biết đủ, nên tiết kiệm là hơn. Tuổi học sinh hồn nhiên trôi qua rất nhanh. 3 tháng hè chính là khoảng thời gian là các em được thư giãn, làm những điều mình thích. Hè này em sẽ về chùa. Đó chắc hẳn là câu nói mà khóa sinh sẽ cất lên khi mỗi mùa hè về.